đâu chị? Ủa, ông anh cũng làm rồi, ông kêu là bây giờ hả, mình bán đó rồi hả, ủa như vậy, như vậy thì cái này thì mình là ảnh làm ở nhà là ở đâu chị? Là ảnh gần đây nè, nhà ảnh gần đây nè. Ở đây là ảnh đi bỏ nói cho người ta bán. Chỗ này là ấp gì chị nhờ? Đây là Khánh Hậu. Ấp Khánh Hậu hả? À? Xã gì? Xã gì biết là ở Khánh Hậu. À. Số điện thoại chị bao nhiêu? Để cho người, để cho người ta muốn mua thì người ta gọi chị, mua nhiều thì chị ship, còn mua ít thì thôi. Số điện thoại chị giờ có nhớ thì ấy chị nhắn máy qua lại chứ giờ mới nhớ số điện thoại chị. Dạ. Còn cái này là bánh tráng này là đã tẩm muối tẩm gì chị? Làm gia vị đồ của ông anh không làm, cũng không rành nữa thì bánh tráng bơ thì nó làm sẽ tế bơ đồ vậy đó, còn như tôm thập cẩm thì dạng như tôm đồ với hành tỏi đồ gia vị đồ thêm vậy đó. Dạ. Cái mặn ngọt đồ vậy đó. Ở đây mình phân ra loại máy, mấy loại bịch chị nhờ? Bịch bịch gì thì 20, còn bịch nửa ký thì 40, rồi ai mua nhiều bán nhiều, nhưng bịch gì là vô được 20 không á. Còn như vô nửa ký thì 40. Vậy đó. Còn cái bịch lớn lớn luôn là bao nhiêu? Bịch lớn là 5 ký. 5 ký là bao nhiêu? 5 ký là như theo như chị bán thì 5 ký thì 40.000. Còn như mà bỏ mối là nó khác. Bỏ mối là giá trị. Bao bây chiều bán lúc mấy giờ? Bán 6 giờ cho tới chiều, chiều 6 giờ. 6 giờ sáng nó bán tới 6 giờ chiều à? Thì khi có bữa chủ nhật thì sáng tới tối. Chị là tên Dung luôn hả? Ừ. Dạ. Yeah. Bán 20 ký à. Tại vì bán bình thường đó nha. Còn như mấy ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật bán cũng vô chừng 30, 40, 40, 50. Tại vì có một số bỏ mối, có số bỏ mối. Ở đây những người ta lấy về ta bán lẻ lại á. Đây là bánh tráng còn bánh chưng. Các bạn đi lên quốc lộ 1. Người ăn liền á thì mới đòi mỗi ba cái đó chứ tôi còn với mấy người ta khách về ta mua nhiều ta mới đòi. Rồi mua bịch còn mấy người mà đang ta đi mua về nhà để đi về quê rồi ta không ngồi đâu, phải nói về tới nhà quê rồi. Thấy Long An mình bán bánh tráng trộn nhiều ha, tỉnh bán nhiều giờ là nổi tiếng bánh tráng trộn, nổi tiếng bánh tráng trộn bằng chơi đi.